gần chùa Châu Đốc Ba. Chùa Hội Sơn ở quận 9 gọi là một ngôi chùa cổ của thành phố. Số 1A1 đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9. Này 815 là có rồi. Ở phía dưới là bến đò đi qua Phước Long Tự ở chùa Châu Đốc Ba.
Châu Đốc 3, Phước Long. Đây bán đồ dao, bánh mứt, bánh trái, đồ lưu niệm. Bên đây là Võ Nhạn. Đây nè, đây về vườn đứng khúc này. Đứng này cũng đứng trên trên cao nhất luôn.
cổ nhiều lắm.
món thôi. Cảm ơn chị.
nơi tôn nghiêm. Đẹp quá. Đây là lầu 2, nhìn xuống. Chụp tấm. Chúng ta đi ra ngoài để lên lầu nữa. Chúng ta đang trên đỉnh tháp, nhìn xuống. Như là chùa Châu Đốc ba hướng mình đó. Chúng ta đi tham quan một vòng trên đỉnh tháp. Chụp cho nè. À, coi em đây tổng kiểu mà thấy chưa? Vô là cái nào ra cái đó thì 1 2